100% quá tuyệt vời. Em uống cà phê một anh. Anh các bạn uống em vừa làm lấy cốc nước cam. À thế ạ. Nó hơi mệt nên là em phải bổ sung. Vâng vâng, đẹp quá, không gian tuyệt vời. Rồi. Thế thì em đang nói là các bác là chuẩn bị được tác phẩm hoàn thiện rồi đấy, không rồi. Vâng. Báo trước em để em dành cho 2 ngày. Vâng vâng. Trưng bày ở trên cái không gian này nghe Hoàng Đình Thiệp nói đấy, các đồng chí mà có tác phẩm mà hôm nào mang trưng bày đấy nhá. Không gì bằng. Quá tuyệt vời. Càng hiểu. Càng hiểu thế cả. Rồi. Hôm nọ anh thấy em là giới thiệu là tỉ mỉ lắm. Rồi anh quay đẹp lắm, hình đẹp tuyệt vời. Em mới ngồi vào đây, mới ngồi vào đây. Nhà em thì không bán đồ nên là thoải mái. Ừ, thế à? Rất là hy vọng là sau này là cái phong trào mình phát triển và em cũng có thể hỗ trợ được cái gì để cho anh cái phong trào phát triển là tương đối đấy, nhưng mà chưa người mới đầu, chưa người. Đấy, chính về chúng từ đầu thì hơi nhiều, nhưng mà ông nào cũng muốn dẫn cả chúng ta là còn mấy ni nữa thì còn mấy ni nữa là nào không? Dạ. À, đẹp quá. Thế thì ông không phải nói cho mượn mà mang ra đây để trưng bày. Không phải đâu, phải mang ra đây để bán chứ. Không có bán được. Vừa vừa bán cho mượn, không bán cho mượn. Đây này. Những ai quyền tài tài cuối tuần là tôi sẽ ngoài kia thì chợ biên sản phẩm thương mại. Không phải tôi cứ hôm quả đây. Có nói. Có gọi thôi mà, còn hai. Cà phê rồi, cà phê rồi. Ai à? Đấy, hả? Ai à? Đấy, ông kêu gọi rồi mà. Dạ, chúng chỉ cho ba cái chỉ đó. Đây này, ông này cà gì, mấy ni này là đã ai làm chưa? À, cháu đang làm rồi. Đang làm rồi. Rồi, cảm ơn nhé. Thì, mọi người mang đến thì cũng và mục tiêu ở đây là một thương mại mà có cái đồ thì em nói là chợ thì nó hay này. Cho em ạ, phép anh thì nhìn trẻ trẻ mà anh chia sẻ một chút thành công của anh. Phải có dịp khác, dịp này mà bảo để bảo kể chuyện là lâu lắm. Chút chút thôi, như thế gì nó không ạ, thực ra phải nói các anh nếu mà để nói về một cái ý tưởng này thì trong vòng 2 năm rưỡi này rồi. Nhưng mà cái nền tảng nó xuất phát từ trong đầu của em, nó là cái thương mại của em. Nên là khi mà vào cái làng cây của mình, cái em nắm bắt được cái vấn đề này, em biết là nó đang thiếu rồi. Đúng rồi. Cũng trả lỗi cho anh, cái mô hình này là các đại gia đã bắt đầu đặt em rồi đấy. Tức là đã có ý tưởng nếu chú thành công là anh sẽ xây cho chú luôn luôn một cái mô hình mới rồi.
nhưng không phải là cái cửa hàng này không như này nữa, mà là sau này là em sẽ là cái người đi set up các cái không gian kiểu như thế này. Đấy, các đại gia thì rất nhiều đất, các đại gia cũng rất nhiều tiền, đúng rồi, nhưng cái câu chuyện là làm thế nào để mà mình tạo ra họ được cái sân chơi đúng nghĩa đấy, mà làm sao nó giúp cho họ và cảm thấy nó vui trong cái công gian đó, cái giá trị đó để rồi biến nó thành một cái gì mới. Thì các bác ấy thì giờ nói là đại gia và cách vuông đại gia đây cũng chỉ có vài nghìn mét mà.